Chào các bạn, trong video này tớ sẽ hướng dẫn các bạn cách làm kem chuối khá là đơn giản mà cũng rất là ngon nhá. Trước hết là mình sẽ chuẩn bị là chuối này, loại chuối sứ ấy, không phải chuối chuối tiêu hay chuối dạ hương nhá. Chuối rồi sữa tươi, các bạn có thể chuẩn bị 2 vỉ sữa tươi, nước cốt dừa, sữa đặc, sữa chua, 2 đến 3 lốc sữa chua nhé. Đấy, ở đây tớ sử dụng sữa chua của Vinamilk này. Rồi dừa nạo và đậu phộng rang nhé. Đấy, đậu phộng rang ở đây tớ chưa giã này, các bạn phải giã dập nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện làm kem chuối đây. Trước hết là các bạn cho khoảng một nửa lon sữa đặc này, rồi nước cốt dừa này và sữa chua vào chung với sữa tươi, mình trộn đều lên nhé. Sau khi cho hỗn hợp các thứ vào tô này, các bạn trộn đều lên, sữa đặc này, nước cốt dừa này, sữa chua này, sữa tươi này. Đấy, các bạn trộn đều lên thì nó sẽ được một dung dịch xanh xánh như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành làm kem như sau. Mình sẽ cho quả chuối vào trong bì bóng nhá, hoặc là các bạn có thể sắt cũng được, nhưng mà với cảm giác sắt nó không ngon bằng. Như vậy thì mình cho quả chuối vào bì bóng, sau đấy mình lấy dao hoặc là lấy miếng gì đấy bự bự mình ép cho nó chuối nó dẹp lại như thế này. Sau đấy các bạn sẽ thực hiện này. Bây giờ mình sẽ cho đậu phộng vào. Đậu phộng là giã dập nhé. Mình cho vào đây. Cho đậu phộng vào, mình cho ở cả hai mặt luôn. Cho cả hai mặt luôn này. Cái này nó hơi dính một tí. Các bạn cho đậu phộng vào. Sau đấy mình cho tiếp dừa nạo nhé. Dừa nạo các bạn cũng cho vào luôn, cho vào ở cả hai bên nhé. Đấy, thì thực ra là mình tùy sở thích thôi, mình thích ăn nhiều dừa thì mình cho nhiều, mình thích ăn nhiều đậu mình cho nhiều không không cần phải có khối lượng cụ thể nhé. Sau đấy các bạn cho dừa nạo, bên này mình cũng cho dừa nạo, mình cho cả hai bên cho ngon nhé. Rồi, sau khi mà cho dừa nạo vào thì bây giờ các bạn sẽ cho cái dung dịch này vào đây. Đấy, như vậy thì tùy các bạn thích ăn ngọt nhạt thì các bạn có thể tự pha chế cái nước để mình cho vào kem. Đấy nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt sang bên này. Mình cho cái dung dịch nó đều ở cả hai bên nhé các bạn. Sau đấy mình gấp lại như thế này, cho vào ngăn đá tủ lạnh, đợi khi mà nó cứng lại thì mình sẽ lôi ra thưởng thức thôi, rất là ngon. Các bạn hãy làm nhé.